chiếc xe nhìn nhìn rất là dơ, rất là bèo, nhưng mà gác cục máy nhìn rất là đẹp. Thì đây là cái quá trình mà Phú làm cái chiếc xe, làm máy sơn si ga móc, làm full máy từ trong ra ngoài. Cái full như vậy thì tầm khoảng 4,5 triệu đâu lại, 4,5 triệu đâu lại nha anh em. Làm máy sơn si ga móc, làm mới sạch từ A tới Z là hết, là tầm khoảng 4,5 triệu đâu lại. Rồi thì làm gồm những gì, mời cả nhà mình cùng xem đoạn video tiếp theo nha. Rồi, trước mặt cả nhà là một cái ổ máy quay alpha nha, quay alpha bụng. Thì được làm full mới nha, làm full mới, full máy luôn. Đây, anh chủ xe vô xem máy của mình nha. Mình xem lốc số là biết nha cả nhà. Cái máy này hôm bữa gã ra kêu bằng là toàn một màu đen, nhưng mà qua bàn tay của mình là trắng sạch lại như mới nha. Thì nhờ trắng ở bên trong là mình có nước tẩy rửa nhớt nha cả nhà, dung dịch tẩy rửa đa năng nha. Thì mình có chế ra được một loại nước tẩy này nữa nha, sau này mình chế được loại này. Thì loại này nó đa năng hơn, rửa được sên nhông dẻ, rồi dàn chân xe, nói chung là nhớt, rồi đường dây điện, rồi áo, dây điện, vỏ xe. Mấy cái vỏ xe mà kiểu như mà nó đóng mà lâu ngày, lâu năm nó vàng vàng cả nhà, là mình xịt lên rồi mình trà nó ra trắng, nó ra là ra sạch luôn nha. Mấy cái vỏ xe mà chạy lâu ngày á, nó bị đóng đất á, rồi đóng dơ này kia, nó ố, nó vàng á, mình xịt nó lên, mình trà nó ra một cái là sạch bon nha mọi người. Còn mà máy mà mình gãi ra, đổ trực tiếp lên luôn, đổ trực tiếp lên luôn, rửa một cái là trắng, trắng phao luôn nha. Thì đây thì cái lốc này là mình test nước tẩy này nha. Còn cũng có nhiều cái máy nha, nhiều cái máy mà nó bị cháy đen á. Rồi cho lên cái lốc đó rồi. Có nhiều cái máy mà nó bị cháy đen cả nhà. Thì mình rửa nước này ra xong, không ra phải không, thì dùng tới nước tẩy này. Cái lốc nồi á, dùng tới nước tẩy này nha. Anh em rửa sạch sẽ, khô, dùng tới nước tẩy này, tới nước tẩy đen. Thì chẳng hạn như cái lốc này, thì cái này á là nó bị cháy nha, nó bị cháy rồi khô, nó dính cái bằng là rất là cứng đầu. Thì mình nói ở đây thì chỉ anh em thợ mình hiểu thôi, chứ còn nếu mà anh em không phải là thợ chắc không hiểu nha. Đó, gã máy ra, đổ trực tiếp mà vô rửa luôn. Cái nào ra thì nó sẽ ra, còn cái nào nó không ra nó cháy là như vậy. Thì mình rửa sạch sẽ, sạch sẽ lại, mình để cho nó ráo, rồi mình quét nước này lên, nước tẩy đen, rồi bao mạnh luôn, bao ra luôn. Thì mình quay mình nói cho anh em mình hình dung hiểu nha. Chứ anh em mà nói chung là mấy cái lốc mà cháy này á thì nó cũng hiếm gặp lắm, hiếm gặp. Thường thường mà mấy cái quen pha này kia mới gặp thôi, chứ bình thường mấy cái máy mà đen cỡ nào đi nữa, anh em đổ này vô rửa cái là trắng phích luôn. Rồi sẵn quay gửi đến anh chủ xe mình lưu kỷ niệm nha. Rồi máy là thay full nhập bà đặng nha, bà đặng máy, bà đặng nồi, bà đặng cam. Gòn thì gòn zin nha, nắp xúc bắp, gòn xúc bắp, sên cam, sên đời, bánh nồng, bánh tăng. Rồi làm dên thay mặt đặng. Cái này thì ốc mình gam, ốc mình gam lại nha, gam sạch lại. Rồi đây còn đồ đạc đây, rửa đây. Đây anh chủ xe vô xem đồ của mình cảm nhận nha. Hôm bữa gã ra là bó tay luôn. Máy này là mình làm zin nha anh em, làm zin. Còn đây mấy con ốc đây, ốc ác này kia là rửa là trắng phiếu luôn nha.
Rồi lóc sơn. Đầu rửa là đồ bao đẹp luôn nha cả nhà. Đồ bao sạch bao mới luôn. Sạch sẽ trước tính sau nha. À, nói chung là máy thì mình không có nói mình hay, mình cũng không nói mình tài giỏi gì, nhưng mà quan trọng là mình làm sạch sẽ kỹ càng trước thì đổ im đâu bền, thì hồi sau phân giải nha anh em. Nhưng mà anh em bà con nhìn cái đồ mình làm mình rửa thì nói chung thì cũng đủ hiểu rồi. Sản phẩm làm ra là phải ok nha cả nhà. Rồi thì nói chung thì video về máy thì Phú quay cũng nhiều nha cả nhà. Chủ yếu là còn video của mình đó, chủ yếu là Phú quay Phú up lên để cả nhà mình bà con mình xem vui, xem tham khảo giải trí trong thời gian nghỉ ngơi này kia nha. Rồi sẵn mình gửi anh chủ xe mình làm kỷ niệm cái clip về xe của mình luôn. Chứ còn máy thì Phú cũng quay nhiều rồi, quay cũng rất là nhiều máy rồi. Thì mọi người mà có muốn xem những động cơ về máy, về những cái cơ cấu Phú làm á, thì cái nhà vô kênh của Phú, cái nhà bấm vô một cái là toàn là động cơ không và những con xe dọn. Các bạn là lông đền này kia cái nọ là rửa, các bạn là sạch trắng phao luôn nha. Để quay cái còn 4 ngày mùa xong này mình quên rửa nè. Đó, anh em bà con cảm nhận thôi, cảm nhận cái cây bùa sông mà nó đang như vậy thì á, cái nhà cũng biết rồi cái máy nó đang như thế nào nha. Rồi sẵn mình test cái cây bùa sông này cho cả nhà mình xem luôn, nước tẩy của mình luôn nha. Nãy giờ mình cũng quên vô này nữa. Đây chai này của mình nha, là dung dịch tẩy rửa đa năng nha cả nhà. Rồi cả nhà nhìn nha, đây trực tiếp đi luôn. Đây 1 phút 30 giây luôn. Một phút 30 giây để xóa số nợ 2,5 triệu. Đây cả nhà mình xem cảm nhận nha. Cái này thì anh em mình á mua 2 chai thì bên mình chịu tiền ship nha. Còn mua 1 chai thì tiền ship bên anh em chịu nha. Đó, mua 2 chai thì Phú tặng cho cái bao tay luôn, cặp bao tay luôn. Đó, anh em mình xem cảm nhận nha. Rồi gửi nước lạnh lại là trắng phiếu luôn. Đây. Người thật như thật đó cả nhà. Mình thì có sao nói vậy, mình ở dưới quê mà mình không có dám bùa phép gì ở đây. Ở dưới quê này mà làm tầm bậy một cái thì cái tiệm mình khỏi làm luôn nha cả nhà. Đó, trắng như mới luôn, thấy không? Nước tẩy này rất là mạnh nha cả nhà. Sên trong dĩa này kia mà mình xịt cho một cái mình chà lấy một cái đánh răng mình chà cái mà mình xịt nước là cái là trắng phiếu luôn. Rồi thì video Phố xin kết thúc tới đây nha mọi người. Cả nhà bà con xem kênh của Phố, đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo gì, theo dõi những video tiếp theo về xe về máy của Phố nha. Video là mình đăng ký không tốn tiền, nhưng mà mình có thể mình xem mình giải trí trong thời gian nghỉ ngơi, mình hiểu được kiến thức về xe về máy cho mình được phần nào nha cả nhà. Rồi thôi, Phố xin chào cả nhà nha, hẹn gặp cả nhà những video tiếp theo nữa nha, bye bye.